Đây, hôm nay mình rất vui khi được ở đây cùng với các bạn chia sẻ về một câu chuyện về anh hàng xóm đáng yêu. Tối hôm nay khi mình đang ngồi edit video thì nghe thấy tiếng cộc cộc ở ngoài cửa. Mở cửa ra không biết là ai, hóa ra là anh hàng xóm gần nhà. Và anh ấy đã mang tặng cho vợ chồng mình một món quà cực kỳ tuyệt vời. Đó là gì? Đó là một túi dưa lê ở quê và một túi cà chua. Đều là nhà chồng mang từ quê ra. Và đây là hai cái món quà cực kỳ quý cho những người sống ở thành phố thủ đô như chúng mình. Bởi vì hiện nay thì cái vấn nạn về thực phẩm bẩn quá là nhiều. Nên là khi mà nhận được hai cái túi quà này thì vợ chồng chúng mình rất là sung sướng. Và sau đấy thì chúng mình đã lấy một vài quả trong này ra để ăn luôn, liên hoan luôn. Và kết quả là đây ạ. Ăn hết 4 quả, bây giờ chỉ còn từng này thôi ạ. Ngon quá, bây giờ mới quay video để cảm ơn anh hàng xóm. Thì sau đấy thì anh em chúng mình đã ngồi nói chuyện với nhau. Rất là nhiều chuyện hàn huyên tâm sự. Và sau cái buổi nói chuyện thì mình cũng rút ra một điều rằng là chúng ta hãy cứ sống tốt với nhau. Vì sao anh ấy lại có thể mang cái món quà quê quý giá như này đến tặng vợ chồng chúng mình? Là bởi vì trước đấy chúng mình đã sống rất là tốt với anh ấy. Có món ăn ngon gì, có cái gì hay thì vợ chồng chúng mình luôn gọi anh ấy sang để chia sẻ hoặc là sang nhà anh ấy chơi. Cho nên là anh ấy mới sẵn lòng cho đi những cái món quà tuyệt vời như thế này. Vì vậy là chúng ta hãy cứ sống tốt với nhau. Dễ không ạ mọi người? Và đây, mình sẽ ăn thử một miếng dưa để xem cái độ ngon của nó như thế nào. Đã ăn rồi nhưng phải ăn lại để các bạn cảm nhận được cái vị dưa lê mà tự trồng, tự bón phân, tự chăm sóc nó tuyệt vời như thế nào. Dưa lê này nó khác hẳn ở ngoài chợ luôn. Nó rất là ngọt, rất là giòn. Và vì nó có cái tình cảm ở trong này nên là mình ăn mình cảm thấy ăn miếng nào là nó ngấm lên miếng đấy. Vâng, và đấy là thông điệp của mình muốn gửi đến mọi người. Hãy cứ sống tốt với mọi người thì những người khác cũng sẽ sống tốt với mình. Mình chính là tấm gương, cuộc sống của mình chính là tấm gương phản chiếu của tâm hồn mình. Và hôm nay mình cũng có một tin rất là vui muốn chia sẻ với các bạn luôn là ngày hôm nay mình đã có 111 lượng subscribe. Đây là một điều lần đầu tiên mình, cái cảm giác lần đầu tiên mình có được trong đời, nên là mình cảm thấy rất là vui và mình rất cảm ơn các bạn đã subscribe kênh của mình. Và mình hứa với các bạn rằng trong thời gian tới mình sẽ sản xuất thật nhiều video hay, thú vị và hữu ích hơn nữa cho các bạn. Các bạn có thể comment ở phía dưới những cái nội dung, những cái chủ đề mà các bạn mong muốn được đón nhận từ mình. Hãy subscribe kênh của mình để cập nhật những video mới nhất từ Hạnh nhé. Cảm ơn các bạn.